11 giờ trưa, khi nhiều hàng quán đã hết sạch đồ ăn, tiệm bún Thái kiểu Hồng Kông tại số 32 Lô E chung cư Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh mới tất bật chuẩn bị cho những phần ăn đầu tiên. Bún, rau, mực, thịt, cá hồi, tất cả liên tục được trụng chín để ráo và cho sẵn vào hộp. Cứ thế không biết bao nhiêu phần ăn đã được xếp sẵn, đánh số và chất lên kệ, chờ người giao hàng đến. Món bún Thái nấu với nước lèo cốt dừa sữa tươi đậm đà kiểu Hồng Kông này là bí quyết giúp anh Tiến bán sạch hàng trăm phần ăn chỉ trong 3 tiếng. Thì cái món này là do các ông đầu bếp người Hồng Kông dạy cho ông anh. Nhưng mà lúc trước anh cũng không lấy chữ bún Thái kiểu Hồng Kông, anh chỉ lấy bún Thái thôi, rồi có đứa khách nó tới nè. Thì nó nghe mình nói là do ông đầu bếp người Hồng Kông dạy lại cho ông anh đó. Thì nó đăng lên view trên mấy nhóm Sài Gòn Lầm á, nó mới đặt là bún Thái kiểu Hồng Kông, thôi mình thấy được mình đặt luôn. Chứ thực chất là ngày xưa anh chỉ đặt bún Thái thôi, nước lèo của anh á thì nó khác người ta, là nó đặc sệt hơn, đục hơn người ta. Anh bỏ sữa với dừa. Một hộp đồ ăn bình thường của anh á là có con mực, con tôm, ba miếng chả với lại mấy lát thịt bò. Mà nếu mà ai ăn cá hồi á thì đặt cá hồi thì anh nấu thêm miếng cá hồi vô. Mỗi phần bún Thái có giá 50.000 đồng, ai ăn thêm cá hồi sẽ thêm 15.000 đồng. Do bán vào giờ cơm trưa nên hầu như tiệm bán mang đi là chủ yếu. Bún Thái của tiệm sẽ thiên về vị mặn và béo giống kiểu Hồng Kông. Riêng cá hồi, tiệm sẽ mua nguyên con về xẻ thịt. Của anh là mực nang. Có nhiều người lầm tưởng mực nang với mực bầu giống nhau mà thực ra khác nha. Mực nang á, cái thịt con mực nang nó dày hơn con mực bầu nó nhỏ hơn mà thịt nó mỏng hơn. Bởi vậy một con mực nang nó nặng hơn con mực bầu rất là nhiều. Mỗi ngày là ngoài chợ tự nó giao vô cho mình luôn. Còn mực á là mỗi tối là anh đi chợ. Một ngày có anh là trên dưới là 300 phần. Chị ăn đây cũng được cũng lâu rồi đó, cũng khoảng chừng 2 năm, nhưng mà lúc dịch đó thì không có ăn được. Chị thấy nêm đồ đậm đà hợp khẩu vị với chị. Đồ ăn tươi như mực nè, tôm nè, bò thấy tươi, tại vì cũng kén ăn lắm cho nên là hay lựa chọn chỗ ăn phù hợp á.